chưa của mình. Đây là bữa trưa ở Úc. Chắc là chưa đến giờ rất là nhiều thắc mắc là cuộc sống ở Úc như thế nào, thì mình cũng chia sẻ cho mọi người là mình ấy thì mình không thấy có cái gì vui positive, để mà thấy tích cực, có cái suy nghĩ tích cực. Thực ra là sống thì quen rồi thì nó khác, nhưng mà khi mà chưa quen ấy thì sống ở đây có thể nói là rất là buồn tẻ. Mọi người thì thường hay nói là ở Úc thì là người ta laid back, tức là không vội vã, không quan trọng, không bận rộn, không nhộn nhịp, mà lúc nào cũng kiểu thả lỏng, kiểu không lo lắng gì cho tương lai ấy, hay là cuộc sống ấy, hay là lo lắng hàng ngày hay là gì. Nhưng mà mình ấy thì bản thân mình là người Việt thì mình lo lắng rất là nhiều. Chuyện đương nhiên rồi, có tất cả mọi người đều lo lắng, mỗi người có một sự lo lắng và mối quan tâm khác nhau riêng. Ngọt quá. Lần đầu tiên ăn cái mì gói, mì ăn liền của Hàn Quốc gọi là udon. Trước thì mình hay ăn cái mì cay như hôm qua. Nuốt thử cái mì này. Nuốt thử cái mì này để ăn thử mùi ngon đấy. Nhưng mà không cay, tất nhiên chắc là phải cho thêm bớt à, hơi cay một tí ảnh hưởng cái vị giác. Ở đây ấy, ở Úc ấy thì buổi sáng nếu mà những người có gia đình như mình có con cái ấy, thì hoặc là đưa con cái đến trường, hoặc là có thể trả tiền cho người có cái dịch vụ là người ta có một cái xe mít nhỏ nhỏ, 9 chỗ, 7 chỗ, 12 chỗ. Và cái khu mình ở ấy thì là sẽ có một số người làm cái dịch vụ đấy, cũng chỉ là những các bà mẹ thôi, đưa con thường ấy thì là các bà mẹ đưa con đến trường thì có cái xe nhỏ như thế. Thì hỏi những người mẹ khác và cũng thuê người ta đến đón và đưa con về, tức là đón con đi học và đưa con về hàng ngày ấy, thì là trả cho người ta một cái phí là bao nhiêu tiền đấy. Mình không biết, thực sự là chưa bao giờ quan tâm, tại vì lúc nào cũng chỉ lo lắng quan tâm cho con mình cách là tự làm tất cả. Còn nếu mà bố mẹ nào mà đi làm ấy, không thể nào mà đưa đón con đi học được ấy, thì phải dùng các cái dịch vụ đó, hoặc là con sẽ phải tự đi trường. Trường ở đây thì mỗi một cái suburb sẽ có một cái trường công và có một số cái trường tư nữa, trường nhỏ hơn, trường tư thì trường nhỏ lắm, trường tư to á thì là tiếng hoặc là rất là quy củ. Nhưng tất cả các trường thì đều được công nhận của chính phủ, nên là đều có giấy tờ và học chương trình học với nhau. Nhưng mà trường tư thì công thì không phải trả tiền. Ở cấp 1, ở đây có 2 cấp thôi. Cấp 1 thì từ mẫu giáo, mầm non, xong rồi đến mẫu giáo. Tức là preschool là mầm non và mẫu giáo thì là kindy. Thì từ kindy là đã bắt buộc rồi, cho đến hết lớp
lớp 1. Và từ lớp 7 đến lớp 12 là cấp 2, 2 cấp thôi. Cấp 1 thì tiền học không phải trả. Trường có thể hỏi là tự nguyện đóng góp cho trường. Người ta họ tự nguyện người ta cũng chỉ đưa ra được đến 50 đô. Một năm. Không đáng bao nhiêu cả. Tiền đồng phục và tự nuôi con thôi. Nuôi thế nào thì đấy là tùy từng gia đình. Đưa con đi học thì tốn tiền hơn. Hồi với con nhỏ ấy thì một ngày mình kiếm được 70 đô một ngày, làm 8 tiếng 70 đô chẳng hạn, 80 đô, 70 đô trừ thuế các thứ đi hay là gì đấy, nhưng mà 80 đô một ngày. Lúc mà mình bắt đầu làm việc ấy thì được khoảng chỉ có 7 đô thôi. Đầu tiên mình làm ấy được 1 đô một giờ, ngoài làm được có 7 rưỡi thôi, nên một ngày thì có 10 đô họ trừ thuế đi, trước khi họ trả cho mình thì họ 10 đô một giờ. Nếu mà mình có con nhỏ ấy, mình hỏi người ta là bao nhiêu tiền, người ta hỏi bảo là khoảng trăm mấy hay là 200 đô. Fortnite ở đây hay theo Fortnite thì người ta hay tính về Fortnite là tức là nếu mà gửi con đi 10 ngày, tức là 5 ngày từ thứ 2 đến thứ 6 ấy, thì một Fortnite là 2 tuần là 10 ngày. Mà người ta đòi 100 mấy đến 200 mấy ấy. Thì hồi đấy mình làm được có như thế mà trả 200 mấy là 20 đô một ngày rồi. Mười mấy 20 đô một ngày. Mà mình làm được 70 đô thôi. Rồi còn tiền nhà, tiền điện, mà tiền thuê nhà đây thì rất là đắt. Nếu mà đi thuê nhà này, thì mình phải trả tiền, tự trả tiền điện, tiền quản nước dùng. Nhưng mà nếu mà mình có nhà ấy, thì là phải trả cả tiền sử dụng nước và tiền dịch vụ. Fixed rate thì là nó dịch vụ đưa nước đến nhà mình và đưa nước thải ra khỏi. Thì là chủ nhà, ai là chủ nhà thì phải trả cái fixed rate đấy. Còn ai là người dùng nước ấy, thì phải trả cái quản nước mà mình dùng. Thì là đi thuê nhà thì tiền điện, tiền nước. Nóng thì xong rồi đây là chưa cay, hơi cay. Nó cay nữa chắc là nó mắt lẫn nước mũi. Cái mì này nó có sẵn một ít hành lá khô với cái gì chả biết, mà có gia vị nữa. Mình thì cho thêm giá trần và xào, giá với cả cà rốt xào và thịt cổ viên. Là xong. Quay trở lại cái việc ở Úc có thích không? Đưa con đi học buổi sáng 9 giờ nó vào trường là trường đóng cửa không cho học sinh vào nữa. Và mà cho con đi muộn qua 9 giờ ấy thì thấy cô giáo sẽ gửi thư cho bố mẹ. Nếu mà đi muộn nhiều quá hoặc là gửi thông báo chung chung cho tất cả mọi người là phải đưa con đi học giờ, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến cái thành tích học tập, cái
lòng tự tin của bọn trẻ con ấy. Tại vì khi mà mình không có trách nhiệm mà đưa con đến trường đúng giờ ấy thì chúng nó cũng không có hứng thú để phải đi học đúng giờ hoặc là đi học đầy đủ. Thì người ta thường hay gửi thông báo hàng năm là nếu mà bạn mà cho con nghỉ mỗi một thơm, ở đây học bốn thơm, thì mỗi thơm mà nghỉ mất một năm ngày hay một tuần ấy, thì là bao nhiêu năm đi học phổ thông ấy thì sẽ mất khoảng bao nhiêu tháng, hoặc có khi mất một năm, thời gian học tập 12 năm. Mỗi năm thì tháng là một tuần này, mỗi thơm thì tuần năm, một tuần hai năm, mất một năm học. Thế nên là tùy bố mẹ thôi, còn người ta thực sự là người ta cũng không ép buộc gì con cái học hành đâu. Bố mẹ thì muốn con có ý thức học tập cao ấy, thì mình cũng phải có ý thức đưa con đi học đúng giờ đều đặn, giữ gìn sức khỏe cho nó để nó không bị ốm, thì nó không phải nghỉ học. Thực sự là phải ăn ớt, nhưng mà ớt tương thì là dễ chua chua nên mình sẽ lấy ớt đông đá mình ăn. Ớt nhà trồng thu hoạch được bao nhiêu ấy, trước khi mùa đông đến ấy thì nó sẽ trước khi nó học thì mình phải thu hoạch hết. Xong rồi không ở đây thời tiết ở Sydney này nó có frost, lá cây các thứ là nó héo chết rồi, ớt nó cũng tự héo ở trên cây ấy. Hoành cho vào tủ đá vẫn còn. Nếu mà không ấy thì tự đi mua thì nó đắt lắm. Rất là tiết kiệm, không có phí cái gì cả. Cái khả năng của mình là chưa giúp được ai cả, tự giúp bản thân mình một cách sống tiết kiệm để gia đình để chịu vất vả, lúc mình khó khăn và sự giúp đỡ của người khác để tự lực. Ớt nhà mình trồng ấy thì có cây, mình chỉ lấy hạt ớt mình mua về, mình lấy hạt ớt mà mình ăn ấy, mình gieo xuống đất, mình để ý nó lên thì lên trường từ này bắt đầu tách ra các cái chậu nhỏ, lúc nó to lên thì nó để tách ra cái chậu to hơn từ cây một, lúc nó lên ra quả một hai năm cho quả, nó cho quả được một hai năm. Sáng đưa con đi học về 8:30, 8:30 là trường mở cổng để cho học sinh vào. Trước COVID đấy thì trường mở cổng từ 8:00, nhưng mà COVID thì bao mở từ 8:30 vào. Con từ 8:30 đến 9:00 kém 5-10 thì thầy cô giáo muốn học sinh tập trung trước 9:30. Về đi chợ, chợ về nhà thì chợ này đi kia rồi tìm được chỗ này chỗ kia, hàng hóa tươi nhất ngon nhất đồ hợp với mình nhất. Phải đi mấy chỗ và sẽ một vòng đi nhà đồ vào, cất vào tủ, cất vào
15 giờ thì là phải lục tục đi làm con rồi. Hai rồi ấy. Bắt vào lớp sách rồi. Cái thích. Cái mì này ăn cũng được. Cái mì cay ấy. Cái nung xin. Nung xin hot. Cái mì cay của Hàn Quốc ấy. Dai hơn cái udon này. Nếu mà mình tươi mình tưởng là nó tròn tròn như sợi bún mà nó sợi to như là bánh canh của Việt Nam. Chưa thử bao giờ. Ăn cái này cũng được. Mềm mềm. Mùi vị mình mua cái seafood. Nhưng mình cho thịt bò viên. Thịt bò gân viên nhá. Không sao ạ? Ngon lắm. Không ạ. Bữa trưa ấy thì thường mình hay ăn đồ ăn từ ngày hôm trước. Hàng ngày nấu ăn ấy thì cả nhà ăn buổi tối với nhau. Còn thử cái gì để sau mình cho một mì ít tiền cơm ấy. Để mình nấu cơm ấy thì bây giờ mình chỉ nấu vừa đủ cho cả nhà ăn vừa. Còn nếu mà muốn mình ra cơm cho con mang đi học ấy thêm đủ để sau ra cơm cho con ăn học thôi. Ăn nó cũng được, cứ ăn mì. Mì thì mà còn muốn ăn mì ấy, thì lấy bánh mì ra. Bánh mì mua về thì hạn sử dụng là 3, 4, 5 hôm tùy. Do mình mua mới hay là họ đã để sẵn ở đấy rồi. Thì thời tiết ở Úc này thường để không để được ở ngoài nhiệt độ phòng đâu cho đủ đến cái ngày hết hạn sử dụng đâu. Còn 1-2 ngày là phải để ngay vào tủ đá, tại vì để ngoài nó sẽ dễ bị mốc. Ngày ở Sydney, một ngày ở Sydney rồi thì thường nhiệt độ thay đổi nhiều lắm, nên bánh mì mà để ngoài dễ bị ẩm hay là bị mốc này. Rồi đem ra mình bật cái lò nướng bánh nhanh ấy, cái toaster ấy. Lên rồi ăn mì gì ạ? Mì bì không? Có cheese, có bơ, có cá hộp con hộp nhỏ như thế. Một tuần, một người ăn được đủ 2 lát mì. Mọi người đây thì ăn bánh mì xong rồi trứng luộc, dầm ra, cắt luộc xong rồi cắt nhỏ ra xong rồi trộn với cả mayo, đắp thêm gia vị gì chắc là vị rồi. Không biết ăn đồ ăn đây cheese thì cũng không biết ăn xong khó chịu lắm, ăn đồ Việt thôi mà vì cái thứ này mua về xong rồi làm xong rồi cho các thứ vào nó cứ phải vị của Việt. Cũng là nhà mình có mấy thứ không thể thiếu, con cái nó cũng ăn là nước mắm và hành lá. Thế nên là cái video trước ấy mình đã nói đó là cái hành lá là mình phải tủ đá, lúc nào cũng có hành lá để ăn. Có hành khô nữa, tỏi khô nó còn xào nữa mà không hết tỏi tươi các thứ mà chưa đi mua được ấy. Hoặc là hành tây tức là ăn như thế thì mình chỉ cần một tí hành để ăn cơm cô để ăn cơm thì mua cái hành mới tìm được thôi, 20 năm mấy là không có, toàn phải mua hành phi của Thái. Nhưng mà tìm được cái hàng họ bán hành khô, hành khô của Việt Nam, nhập từ Việt Nam sang, hành khô đã cắt lát và phơi khô không hề phi qua mỡ luôn, dầu mỡ gì cả, để được rất là lâu và ăn thì dầu ăn đi lên chút là nó thơm và tuyệt vời ông mặt trời. Nguội rồi, nó lắm quá. Nhưng mà có thể ớt thì nguội hay nóng đều ngon.
mọi người nhé. Ở đây vừa ăn vừa nói là mất lịch sự lắm đấy. Mà anh lại còn phải ngậm mồm lại cơ. Không nói chuyện mấy đâu, không nói chuyện thì vì mày ăn rồi sao mà nói. Mà ăn lại còn phải ngậm môi lại. Mình trước cũng ngậm môi lại. Thế nhưng mà xem phim Hàn Quốc nhiều, rồi thấy cái văn hóa người ta có thể là ở Nhật là khi mà mình ăn ấy mà mình gây ra tiếng động, há hé môi ra ấy mà nhai có tiếng động các thứ, mà hút nước canh sụp xoạp ấy, và như thế là thể hiện sự tôn trọng và nói là cái thức ăn mình ăn nó rất là ngon, sẽ làm cho cái người nấu cho mình ăn rất là vui. Nhưng mình cũng không gò bó quá cái chuyện nhai để ngậm miệng lại, hoặc là đang ăn ngon quá mà kiểu nói. Nhất là bây giờ mình nói chuyện video nên rất là thoải mái. Con người mình cũng thay đổi rất là nhiều. Thay đổi rất là nhiều. À, khi mà mình tự thoải mái với bản thân mình hơn thì mình không thấy gò bó, không thấy mệt mỏi nữa. Tự dưng nó vui hơn. À, cuộc đời nó thay đổi. Mà mình muốn cuộc đời của mình thay đổi thì mình phải tự thay đổi bản thân mình, tự thay đổi cái routine, cái thói quen hàng ngày của mình. Thế nên lúc mà mình như thế này thì cứ tự nhiên thôi. Mì đủ dai đủ mềm, rất là ngon. Giá cà rốt giòn giòn. Bò viên gân thì có gọi là giòn không nhỉ? Giòn giòn, mềm, ngon. Nước cay cay, mùi hải sản, mùi vị hải sản mà cho nhiều ớt. Chắc bọn trẻ con thì mình cũng thích. Có một đợt cả nhà mình suốt ngày ăn mì cay, rất thích ăn mì cay, nhưng mà không ăn hết được cái gia vị, tại vì gia vị nó cay quá. Ăn mà tới mức ăn thì một gói thì chỉ ăn hết một nửa gia vị thôi, nên chia nhau ra ăn thì sẽ thừa mấy gói gia vị mỗi lần cắt đi để hai cái hộp nhựa 2 lít toàn các gói gia vị của mì cay. Ok quá. Sẽ ăn tiếp sau. À, sau khi mình tắt video sẽ mở ra để nước mũi nước mắt chảy chỗ mình không muốn nói chuyện trong lúc kiểu khóc lóc như thế này, chỉ muốn vui vẻ thôi. Thế nên nếu mà mọi người thích cái video của mình thì cảm ơn, chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Have a good one.